Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình xin phép được chia sẻ về viên uống Bảo Cốt Xuân. Đây là viên uống đặc trị các vấn đề về xương khớp. Rất là nhiều người đã hỏi mình về cách dùng cái viên uống Bảo Cốt Xuân này. Và sản phẩm Bảo Cốt Xuân này thì được chiết xuất từ những cái thảo dược gì. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là đây là cái túi viên uống Bảo Cốt Xuân. Một túi này là các bạn sẽ uống được trong 15 ngày. Mỗi một cái túi này thì gồm có 15 túi nhỏ ở bên trong. Và mỗi túi nhỏ thì gồm có 10 viên. Chia 2 lần uống vào buổi sáng và buổi tối. Và cái viên, mỗi một cái viên lang này thì được bào chế từ các cái thảo dược rất là quý. Mình sẽ đọc tên các cái thảo dược đó ra cho các bạn. Ở trong mỗi một cái túi này là đều có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và trong tờ giấy hướng dẫn này đã ghi rất là đầy đủ thành phần, thì gồm có thục địa này, bối phụ này, bạch trực, ngưu tất, ngũ vị tử, hà thủ ô, mạch môn, bắc sa sâm, hoài sơn, bạch chỉ và hơn 20 loại thảo mộc bí truyền khác giúp đặc trị những vấn đề về xương khớp. Và chuyên dùng cho những người mà bị viêm đa khớp, khô khớp, viêm khớp dạng thấp, đau vai gáy, đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh niên sườn, tê mỏi, bị chèn ép dây thần kinh này, rồi là bị thoái hóa đốt sống lưng, gai, vôi hóa đốt sống cổ, bị gút, thoát vị đĩa đệm và các trường hợp đau nhức xương khớp. Cách dùng thì là các bạn sẽ dùng 5 viên một lần và ngày chia 2 lần uống sáng tối sau khi ăn no. Một liệu trình uống thì từ 1 tháng cho đến 3 tháng tùy vào cái tình trạng nặng nhẹ của người bị khớp. Lưu ý là không nên quá lạm dụng, chúng ta chỉ cần uống cái lộ trình là ví dụ như người mà bị mới bị hoặc là bị gọi là vừa vừa thì chúng ta uống 1 tháng là được rồi. Còn người nào bị nặng thì chúng ta uống tầm 2 đến 3 tháng là chúng ta sẽ khỏi dứt điểm vấn đề về xương khớp. Và cái viên uống này có tác dụng là nuôi dưỡng hệ xương khớp này, phục hồi tái tạo các khớp bị khô, các chất nhờn. Nên quý khách sử dụng thì chịu khó là sử dụng đúng cái liều lượng để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và cái viên uống này thì rất là lành tính, an toàn. Những người bị viêm loát dạ dày thì uống cũng không bị ảnh hưởng gì nhá. Và không bị đầy hơi, không bị chứng bụng đâu. Tiếp theo nữa đó là những cái kiêng kỵ. Và như các bạn đã biết ý, thì khi các bạn uống thuốc lam thì cần kiêng một số thứ để giúp cho cái quá trình điều trị của chúng ta nó sẽ tốt hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Thì các bạn kiêng cho mình đó là thịt bò, thịt chó này, rau muống, bia, rượu. Còn thịt gà thì vẫn dùng được nhưng mà nên hạn chế. Bởi vì những người bị khớp thì khi lạp quá nhiều đạm vào thì sẽ dẫn tới đau nhức hơn. Đấy, lưu ý là người bị khớp nên chú ý bổ sung những cái dưỡng chất để giúp cho xương khớp của chúng ta ngày càng chắc khỏe hơn và hạn chế vận động quá mạnh này. Và làm những cái việc quá lặng ấy. Và giữ thói quen tập thể dục nhẹ nhàng và ăn uống điều độ, không nên ngồi hay đứng quá lâu trong một tư thế. Lưu ý là những cái người mà bị tràn dịch khớp gối thì các bạn sẽ hạn chế đi lại. Và đối tượng không được sử dụng cái sản phẩm này đó là phụ nữ đang mang thai, người bị suy gan, suy thận và những người có nhiều bệnh lý nền thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng kết hợp sản phẩm này. Và cái viên uống xương khớp này đã được 98% những người mà đã dùng cho phản hồi rất là tốt và rất là nhiều người đã mua đi mua lại cái sản phẩm này và còn chia sẻ cho anh chị em hàng xóm láng giềng. Một túi viên uống Bảo Cốt Xuân uống trong vòng 15 ngày có giá là 225.000. Và đang có chương trình khuyến mại cực kỳ sốc, đó là tặng kèm ngay một nọ tinh dầu ngải cứu ép lạnh 5ml để giúp cho các bác đang bị đau nhức xương khớp thì sẽ bôi trực tiếp vào, tác động trực tiếp vào giúp cho giảm đau nhức xương khớp và lưu thông mạch máu. Và khi các bác kết hợp là uống ở trong, xoa bóp ở bên ngoài thì sẽ khỏi xương khớp rất là nhanh. Và các bác mua đủ liệu trình cho Hà, đó là với khớp nhẹ hoặc là khớp vừa thì mua cho Hà liệu trình đó là hai cái túi Bảo Cốt Xuân này để được tặng hai nọ tinh dầu ngải cứu. Chương trình rất là tuyệt vời. Và có một cái chương trình đặc biệt nữa, đó là khi bác nào mua cái lọ tinh dầu ngải cứu to này, cái lọ này thì sẽ dùng xoa bóp ở bên ngoài được tầm 4 đến 6 tháng. Và dùng để ngâm chân nữa. Các bác sẽ pha nước ấm để ngâm chân giúp lưu thông khí huyết và giúp sức khỏe của bác sẽ dồi dào hơn. Hoặc là pha với tầm 2 đến 3 giọt vào nước tắm thì sẽ giúp cho các bác là có cái cơ thể là khỏe mạnh và không bị đau nhức. Đó. Và cái nọ xương khớp này thì có giá là 230.000 đồng và đang có chương trình khuyến mại đặc biệt, đó là tặng kèm một con nan massage. Con nan massage này các bác có thể dùng massage trên toàn thân thể của các bác, đau vùng nào thì chúng ta sẽ massage vùng đó các bác nhé. Và bác nào mà mua cả liệu trình này thì Việt Hào Bắc Sơn là đang miễn phí ship cho các bác trên toàn quốc. Và bác nào mà muốn mua với cái giá rẻ thì các bác sẽ mua từ 5 sản phẩm, có thể là 5 sản phẩm bất kỳ thì các bác sẽ được là giá sỉ của sản phẩm nhé. Đó, và bác nào đang muốn kinh doanh những sản phẩm này thì cũng liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn. Mình đang phân phối nằm tổng kho của cặp đôi
trong thì uống, ngoài thì xoa bóp xương khớp này. Đó, liên hệ với mình qua số điện thoại 0963 146392 nha. Xin chào tất cả mọi người nha.